Xin chào bà con, xin chào quý khách hàng khắp cả nước. Thì hôm nay Vương xin phép tiếp tục làm một cái video theo yêu cầu của một vài anh chị hỏi Vương là sắp Tết rồi, anh chị muốn tìm một cái loại sản phẩm dinh dưỡng nào mà nó an toàn, lành tính để chăm sóc cái vườn hoa, để chuẩn bị cho cái kỳ Tết sắp tới để có một cái vườn hoa thiệt là đẹp, để đón Tết thiệt là hoành tráng. Thì bên Vương có sản phẩm nào hay không thì có thể hướng dẫn cho mọi người cách thức sử dụng sản phẩm nào là hợp lý và khả thi nhất. Thì hôm nay Vương xin phép làm cái video này để hướng dẫn chi tiết cho mọi người một số cái sản phẩm combo dinh dưỡng từ trùng quế và những cái dinh dưỡng từ những cái sản phẩm vi sinh để chúng ta chăm sóc cái vườn mai. Đây, mai hoặc là lan. Thì đây là cái khu vườn lan mà Vương đang ứng dụng cái sản phẩm phân trùng quế, rồi nha đam và rồi e chuối để phục vụ cho cái vườn của mình cũng như là cải tiến chất lượng sản phẩm, làm sao có sản phẩm mình tốt nhất, hiệu quả nhất để đưa ra thị trường. Thì Vương có trồng mấy cây mai để chuẩn bị đón Tết, chưa có Tết mà nụ nó mọc quá trời này. Một lát nữa Vương sẽ quay cận cho mọi người xem nụ rất là nhiều luôn đấy. Thì trước Tết cũng tầm tuần lễ 10 ngày Vương mới lặt lá để cho nó ra nụ đấy, chưa gì hết mà nó ra sung quá. Thì để không làm mất thời gian của mọi người thì Vương xin phép giới thiệu cái combo ngày hôm nay bao gồm 4 sản phẩm liên quan đến cái dinh dưỡng để cho chuyên cho những cái dòng mà hoa, cây kiểng, bonsai, hoa lan, hoa mai, những cái dòng mà chuẩn bị chúng ta đón Tết ấy. Và những cái dòng này ưu tiên là sản phẩm an toàn, lành tính và không gây hại cho môi trường cũng như là gây hại cho sức khỏe của con người. Thì đầu tiên không thể không nói đến đó là sản phẩm phân trùng quế. Thì phân trùng quế thì chắc có lẽ anh chị nào cũng biết nó là một loại phân mà cái con trùng, con giun quế nó ăn cái phân bò để cho ra cái sản phẩm cuối cùng là cái phân của con trùng quế. Thì phân của trùng quế thì hoàn toàn lành tính và rất là tốt cho cây trồng. Đấy. Tùy thuộc vào cái tuổi cây, loại cây mà chúng ta bốn cái liều lượng nó ít hay nhiều khác nhau. Đấy. Thì cái phân trùng này là phân trùng nén viên, tức là phân trùng được phơi giảm ẩm, sàn mịn và nén thành từng viên. Cái viên này chúng ta sẽ bón và rải trên bề mặt của chậu hoa, chậu lan hoặc là những cái bồn hoa. Tùy vào kích thước thì chúng ta sẽ bỏ liều lượng từ 20 đến 30 gram, thậm chí từ 500 gram đến 1 kg, tùy tờ cái chậu nó lớn hay nhỏ. Và sau đó chúng ta lấp đất và tưới nước ẩm. Thì công dụng của phân trùng quế đó là nó sẽ giúp cho cây ra rễ nè, bổ sung hữu cơ, dinh dưỡng cho đất, kích thích rễ phát triển và bổ sung hệ vi sinh có lợi cho đất để cho nó đối kháng hay là những cái con vi sinh có hại. Thì phân trùng quế này nó lành tính nên mọi người bón nhiều, bón lố một chút cũng không gây hại gì cho cây trồng cả nha mọi người nha. À, thì Vương xin nhắc lại đó là liều lượng sử dụng đối với những cái chậu lan nhỏ nhỏ thế này thì một chậu như vậy á, chúng ta có thể bón một nhúm tầm 20 đến 50 gram. Còn đối với những cái chậu lớn như thế này á, chúng ta có thể bón từ 200 đến 300 gram, thậm chí 500 gram bón xung quanh và lắp đất hoặc là phủ rơm mục lên và chúng ta tưới ẩm. Thì từ từ phân nó sẽ tan chậm dinh dưỡng ra và rễ cây nó sẽ hấp thụ. Cái rễ cây hấp thụ dinh dưỡng đa phần là rễ tơ, cái rễ trắng trắng ở trên tầng đất mặt nha mọi người. Còn cái rễ cọc, rễ bự ở dưới thì là nó sẽ hút nước dinh dưỡng và nó giữ vững cái độ cứng cáp của cây. Thứ nhất là cái phân trùng nén viên. Thứ hai là gì? Không thể không nói đến đó là dịch trùng quế. Đây. Dịch trùng quế thì Vương có vô hai vi cách, đó là chai 1 lít và chai 100 ml. Đối với những nhà vườn lớn thì họ sẽ mua cái chai 1 lít để cho nó tiết kiệm hơn. Với chất lượng hai chai này không đổi nha mọi người. Chất lượng như nhau, cái phần bên trong đều là dịch trùng quế cho cây trồng hết. Nhưng mà chỉ khác nhau thể tích thôi. Còn đối với những nhà vườn nào mà có khoảng 5-10 chậu hoa hay là 5-10 cây trồng trên ban công sân thượng thì họ có thể sử dụng cái chai diệt trùng nhỏ này, hết là mua sử dụng tiếp ha. Còn đối với cái chai diệt trùng 1 lít thì nó sẽ phù hợp cho những nhà vườn lớn vài trăm mét vuông, vài ngàn mét vuông, chúng ta pha loãng với nước, chúng ta phun xịt. Thì hướng dẫn sử dụng như thế nào? Thì cái dinh dưỡng diệt trùng quế này chúng ta sẽ pha loãng với nước. Đối với cái việc là phun xịt cho cây, ở đây Vương sẽ tập trung nói về cây hoa ha, cây lan hay là cây kiểng bonsai, thì 1 lít dịch trùng này chúng ta có thể pha cho 600 lít nước để phun xịt cho cây, dưỡng cây, tăng cường sức đề kháng cho cây, bổ sung dinh dưỡng cho cây hấp thụ, phun xịt trên thân lá và rễ cây để cây nó hấp thụ dinh dưỡng. Còn đối với việc tưới gốc thì chúng ta pha 1 lít này cho khoảng tầm 300 lít nước để chúng ta tưới gốc. Đối với những chậu mai thế này thì chúng ta sẽ pha loãng và tưới gốc thì nó sẽ kích thích rễ phát triển và cây mai sẽ sung lá bung và nụ sẽ nhiều. Đặc biệt là cái dinh dưỡng amino có trong dịch trùng quế sẽ giúp cho cái cây ra bông đẹp, chống rụng bông và màu sẽ đậm đà hơn đối với những hộp vòng loại lan, loại hoa ha, và lâu rụng hơn. Đấy. Ở đây thì dịch trùng quế chúng ta đa năng sử dụng cho nhiều loại cây trồng, không chỉ cây hoa, cây lan, cây mai mà nhiều loại cây như rau ăn lá hay là cây ăn trái đều được. Nhưng mà cái video này Vương sẽ đề cập và nói sâu hơn là
cái cây kiểng bonsai và cái hoa cây mai đấy. Thì xin nhắc lại một lần nữa hướng dẫn sử dụng cái dịch trùng quế này, thì hướng dẫn sử dụng chi tiết là ở trên nhãn chai rồi. Đây là hướng dẫn sử dụng chung cho nhiều loại cây trồng, bốn lá phun xịt cho lá hoặc là tưới gốc. Còn riêng đối với dòng mai hoặc lan thì chúng ta pha 1 lít này cho 600 lít nước, tỷ lệ 1:600 để phun xịt trên thân lá hoặc là trên cái chậu. Còn đối với cái việc mà chúng ta tưới gốc trực tiếp trên những cái bồn như thế này thì 1 lít này chúng ta sẽ pha cho khoảng 300 lít nước, chúng ta tưới ướt đẫm vừa phải xung quanh bên trong cái chậu của chúng ta. Mọi người nhớ nha, dinh dưỡng Amino là sản phẩm best seller bán chạy nhất của Vương trong nhiều năm qua. Đây là sản phẩm mà nó tạo nên tên tuổi của Vương, bởi vì những sản phẩm ở đây là Vương tự nghiên cứu và sản xuất hết, nên rất là tự tin về chất lượng và sản phẩm. Nên hy vọng rằng sản phẩm tốt sẽ đến với tay người tiêu dùng và giúp cho bà con vụ mùa bội thu và có thêm cái vườn hoa thật là đa sắc màu. Đấy. Rồi sản phẩm tiếp theo, đối với những cái dòng mà cây kiểng bonsai mà nó có trái á, hoặc là muốn cho hoa của mình nó đậm đà cái màu hơn và nó cánh nó dày, nó lâu tàn hơn á, thì biết cô chú anh chị em có thể sử dụng cái gờ e chuối này. Gờ e chuối là một cái chế phẩm sinh học chế xuất từ cái chuối chín, gồm cả thịt chuối và vỏ chuối luôn, được ủ lên men tự nhiên và chiết xuất kali hữu cơ, giúp cho cây cứng cáp, ra rễ. Đặc biệt là nó cái hàm lượng kali hữu cơ sẽ giúp cho những cái loại cây kiểng bonsai mà có trái sẽ đẹp chắc và đậm đà hơn, còn hoa nó sẽ dày cánh và nó cái màu sẽ sắc hơn và nó lâu tàn hơn nha mọi người nha. Đây, sản phẩm thứ ba là GE chuối. Trên nhãn chai nó cũng có hướng dẫn chi tiết sử dụng, thì mọi người có thể tham khảo và đọc thông tin trên đây. Hoặc nếu muốn tư vấn thì có số điện thoại bên dưới của Vương. Vương sẽ trực tiếp tư vấn và hỗ trợ mọi người trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Dù chỉ một chai, Vương vẫn sẽ tư vấn nhiệt tình cho mọi người. Sự thành công của mọi người chính là cái niềm hạnh phúc của người sản xuất như Vương. Đấy. Và sản phẩm cuối cùng không thể không nói đến, thì chơi hoa, chơi cây, chơi lan thì đương nhiên trong thời gian mà mưa ẩm mốc thì cũng sẽ rất là dễ bị bệnh nấm, bệnh khuẩn, thì cái GE nha đam, cái dinh dưỡng chiết xuất từ cái cây nha đam này sẽ giúp cho cái cây hoa của chúng ta tăng cường sức đề kháng, kháng được nấm, khuẩn, gây hại. Và đặc biệt là những cái dòng lan mà chúng ta cắt cành mà dăm cành rồi thì cái gờ nha đam này sẽ giúp cái cây mẹ làm lành vết thương rất là tốt luôn. Sản phẩm này có thể phun xịt hoặc là tưới gốc đều được hết. Hướng dẫn sử dụng hai cái chai này đều na ná, cũng gần giống nhau, là 1 lít này pha cho 100 lít nước để phun xịt cho cây, hoặc là nếu mà tưới gốc thì chúng ta pha 1 lít này cho 50 lít nước để chúng ta tưới gốc cho cây. Và toàn bộ những sản phẩm mà Vương giới thiệu hôm nay đều là hữu cơ vi sinh, nên chúng ta có thể trộn chung với nhau để phun xịt đều được cả, không có phản ứng ngược. Mọi người lưu ý ha. Rồi, thì trong quá trình xem video mà nếu như có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào thì mọi người có thể bình luận hoặc là liên hệ với số điện thoại của Vương để bên dưới, Vương sẽ tư vấn và hỗ trợ thêm. Và một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video này, và kính chúc mọi người ứng dụng thành công những sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trùng quế, giúp cho cái vườn của chúng ta thêm đa sắc màu, nhiều hoa để đón một cái mùa xuân ấm áp và một cái Tết Nguyên Đán thật hoành tráng, cuộc sống nở hoa. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.